bác là bao nhiêu, hỏi cái nhà 223 ngày xưa là địa chỉ dạ 223 giờ xưa là nó đó là công ty của công ty từ cái gì đó công ty ra nghe chỗ hai công ty này á bác. Xin chào các anh chị và các bạn, chúc các anh chị và các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là đường Võ Văn Kiệt, cũng là cái bến Lê Văn Liêm ngày xưa. Trước mặt chúng ta đó là cây cầu cầu Chà Và để bắt qua quận 8 từ quận 5. Thì hành trình hôm nay em sẽ dẫn các anh chị và các bạn chúng ta cùng đi trên con đường bến Trần Văn Kiểu này, và cũng là cái bến Lê Văn Liêm ngày xưa. Ở đây có đường Lê Quang Sung nữa. Thì nhân cái chuyến đi ra cái chành xe lấy trái cây ở dưới quê gửi lên, thì sẵn đây em gửi các anh chị và các bạn những cái hình ảnh về con đường bến Lê Quang Liêm và đi đến cái căn nhà 223 Lê Quang Liêm ngày xưa, bây giờ là Võ Văn Kiệt. Nhưng mà cái số nhà này đã thay đổi rất là nhiều rồi. Thì cái khúc Lê Quang Liêm 223 đó, chúng ta đang dưới gầm cầu Chà Và nè, số 223 đó bây giờ là số 1000 mấy. Nhưng mà hy vọng chúng ta còn nhìn thấy lại cái số cũ để mình cập nhật lại, với lại ôn lại kỷ niệm xưa, biết đâu những cái hình ảnh này cũng là cái kỷ niệm của các anh chị và các bạn. Nhân đây em cũng xin gửi đến anh Huy những cái hình ảnh về cái cung đường ngày xưa. Có lẽ nếu mà các anh chị bạn đã xa Sài Gòn mấy chục năm rồi thì nhìn lại cái hình ảnh này có lẽ rất là khác. Ngày xưa ở đây con đường rất là nhỏ hẹp, bên tay trái chúng ta ngày xưa có một cái dãy nhà ven sông. Ta qua cái giao lộ Phùng Hưng, ngã ba Phùng Hưng, và ngày xưa có cái cầu chữ U ở đây. Nếu các anh chị bạn có ký ức về cầu chữ U, cho em xin cái comment nha. Ở đây là số 1336 rồi nè, 120, số cũ là số 120. Mình đi lên tí nữa, hy vọng là sẽ thấy cái số 124 125. Chứ mà chúng ta đó là ngã ba đường Gò Công. Thì hôm bữa em có thực hiện cái video này rồi, nhưng mà vô tình có những cái kỷ niệm của các anh chị, thì hôm nay em xin quay trở lại một lần nữa, mời các anh chị bạn cùng chúng ta cùng ngắm nhìn lại cái con đường ngày nay, cặp theo cái con kênh Tàu Hủ ngày xưa. Chúng ta đang ở ngã ba Ngô Nhân Tịnh, và trước mặt chúng ta đó là cái cầu đi bộ qua cái bến Bình Đông.
có lẽ ngay chỗ này ngày xưa là cái cầu chữ U. Ở đây cũng có rất là nhiều chành xe. Từ cây cầu chữ U này chúng ta sẽ đi đến tí nữa. Mình chú ý bên tay phải, đây là đường Chu Văn An. Hy vọng là ở đây số cũ họ có để trên cái bảng hiệu. Đây có chành xe 338 nhưng mà chúng ta chưa thấy số 100 mấy, chưa thấy số 200 nữa. Phải nhìn thấy số cũ thì mới đếm đoán từ từ được. Đây là số 185 đằng kia là hẻm 189. Chắc hy vọng mình đi tới tí nữa là chúng ta sẽ thấy ha. Sài Gòn bây giờ là 5:30 chiều. Đây chúng ta đây ngã ba Bình Tây. Rồi đây là số 196 rồi nè. Đây là số 200. Bây giờ cái mặt tiền ở đây chúng ta nhìn không có ra đâu ha. Bên đây là số 204 rồi, chắc lẽ qua cái ngã tư đằng kia. Quay ngã tư này em nói nhầm. Sẽ dừng lại và mình nhìn chút xíu nha. Có lẽ cái hình ảnh ngày xưa bây giờ rất là khác à. Ở đây đây là số 220 rồi. Số nhà đây là 220 đó. Và sắp tới chắc lẽ là 222, 223. Bên kia chúng ta có cây cầu, cây cầu đi bộ, cầu đi bộ số 6. Bác là mới cho hỏi cái số nhà 223 ngày xưa ở đâu hả bác? Ổn rành hả? Dạ, em cảm ơn bác. Đây là chắc có lẽ là ngay vị trí này vì cái chành bên đây là 222, số 222 và bên đây có thể là 223. Đối diện chúng ta đó là cây cầu đi bộ, cây cầu đi bộ số 6 để đi qua quận 8 Bến Bình Đông. Nhân đây thì em cũng gửi anh Huy một số hình ảnh về khu vực
53 bến Bình Đông của bến Lê Văn Liêm. Có lẽ cái số đó là thay đổi. Ủa, bác là bên cho hỏi cái nhà 223 ngày xưa là địa chỉ dạ. Chỗ hai công ty này ha bác. À. Rồi là công ty này đúng không? Giờ là số 1450. À. Dạ. Rồi. Cảm ơn bác. Ủa bác giờ đó giờ bác sống ở đây ha? Ừ, đó giờ ở đây bán ở đây mà. Dạ. Lại có cái anh ở nước ngoài á. Lại có cái anh ở nước ngoài muốn nhìn lại cái địa chỉ này nè. À, nhưng mà à, bây giờ số mới rồi, nhìn không ra nữa. Số mới 1450, số cũ là... Dạ. Ủa mấy cái nhà này là nhà kho hả bác? Cái này kho à. 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 Ủa nguyên cái số 223 là kho lớn này hả? À, 223 thì có cái kho đó rồi. À, cái máy xanh xanh này. Mấy kho này để trống à. À mấy kho này chắc đóng cửa không có xài ha. Ờ giờ là cho muốn hết cái này á. Này luôn có nhà nước ha bác. Nhà nước. À làm chành xe rồi bác ha. À. À. Bác lấy con chai nước suối cho bác. Ủa rồi đó thì địa chỉ nhà bác là ở đâu? À. Đây à, bây giờ là giải tỏa hết rồi ha. Dạ, nên nhìn cái mặt tiền nó không có giống ngày xưa nữa. À, chúng ta thấy hình ảnh Sài Gòn rất là lạ. Dạ. 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 Bây giờ là công ty lương thực. Hồi xưa là công ty bây giờ là nó cho thuê lại. À, cho thuê lại cho luôn. Cho người ta thuê lại. Dạ. Ờ. Bác bán đây, bác ngủ ở đây luôn à? Bán ở đây. Dạ. Hồi xưa là bác ở dưới khúc dưới ấy, nhưng mà khúc này bác làm nó để lên xuống biết là. À, bán đây rồi đó giờ luôn. Đây rồi. Ủa còn nhiêu tiền quá. Dạ. Dạ. Con gửi bác luôn. Dạ. Cảm ơn bác. Dạ. Rồi. Dạ. Mới đây thôi. Dạ. À. Ủa cái cầu chữ U là cái cầu này hả? Là à. Cái này cái đỏ là cầu chữ U đó. Dạ. Ờ nghe đó bắt qua luôn đúng không? À. Cái cầu chữ U bắt qua cái đèn xanh đỏ luôn đó. Đường sông á. À, đó là của đường sông. À. Rồi. Rồi đó là đường. Dạ. Dạ. Rồi con cảm ơn bác. Bác nhớ nhiều kỷ niệm Sài Gòn xưa quá. Dạ. 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 Chia sẻ rất là nhiệt tình của bác bán nước ở ngay địa chỉ nhà 223 luôn. À, bây giờ là công ty lương thực gì đó nhưng mà họ đã đóng cửa rồi. À, chúng ta đi tới tí nữa để nhìn lại hình ảnh cái cầu chữ U ngày nay.
cập nhật số hình ảnh ở vị trí cây cầu chữ U thôi, chứ cây cầu chữ U thì không còn nữa ha. Ở đây thì có cái tòa nhà đang mới xây xong nè. Rồi chúng ta thấy rất là đẹp ở vị trí view sông, nhìn qua cái dãy nhà kho xưa vàng vàng bên kia nha. Sunland. Sài Gòn bây giờ là 5:30 chiều. Chúng ta sẽ quẹo bên phải rồi mình sẽ quanh qua bên trái nha. Quẹo phải để mình nhìn lại cái để mình qua đường cho nó dễ. Cái vị trí cầu chữ U ngày xưa là ở đây. Hôm nay em xin kết thúc cái video, và cũng xin chúc các anh chị và các bạn luôn vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Một số hình ảnh ở căn nhà 223 gửi đến các anh chị và các bạn. Phản hướng này mình đi lên cầu chữ U ngày xưa nè. Rồi tao quẹo trái đi về hướng Quận Nhất. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các chị và các bạn. Mình nhìn qua bờ sông cầu chữ U ngày xưa.